chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các con học cái bài số 8 của hình học 7. Thì trước thì ta đã học ba trường hợp bằng nhau của các tam giác. Tức là ba trường hợp bằng nhau là gì? Thứ nhất là cạnh. Trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh. Trường hợp thứ ba là góc cạnh góc. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm một cái trường hợp là bằng nhau của hai tam giác vuông. Ta đi vào cái bài số 8. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông. Bài này thì có hai phần. Thứ nhất là các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. Phần thứ hai đó là trường hợp bằng nhau cạnh viền cạnh góc vuông. Giờ ta đi phần thứ nhất. Phần thứ nhất, nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Thì có cái hình vẽ tam giác ABC và tam giác DEF. Thứ nhất là cạnh AB bằng dưới là DE và góc A bằng góc D bằng 90 độ. AC bằng dưới DF. Thì kết luận là hai tam giác vuông này, hai tam giác này bằng nhau là cạnh góc cạnh. Như vậy thì ở đây là góc A nó bằng với góc D là bằng 90 độ, thì ta sử dụng luôn đó là gom cho trường hợp là cạnh góc cạnh, nhưng mà bản thân là góc vuông nó bằng nhau. Trường hợp thứ hai, nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Có tam giác ABC và DEF, có là góc A bằng góc D, cạnh AC bằng với DF, góc C bằng góc F, thì ta sẽ suy ra được là hai tam giác là tam giác ABC bằng với DEF theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Thì ở đây là vẫn có là góc A bằng góc D là 90 độ, nó bằng nhau. Trường hợp thứ ba là nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Trường hợp là góc cạnh góc. Có tam giác ABC và tam giác DEF vuông, ta có là BC bằng EF, góc B bằng góc E. Thì suy ra được là tam giác ABC nó bằng với là DEF cạnh huyền góc nhọn. Đó là cái phần lý thuyết. Ta sẽ làm phần luyện tập và cái phần chấm hỏi. Ở trên đó là 143, 144, 145. Giờ trước tiên thì ta xem hình 143. Thì ta có là tam giác ABC có đường cao A nha. Đó. Ta sẽ xét hai tam giác. Tam giác ABH và ACH. Có AH là cạnh chung. Góc H1 bằng góc H2. Rồi BH bằng CH. Vậy thì ta sẽ suy ra là tam giác là ABH bằng với ACH theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đó là trường hợp của hình 143. Tiếp theo ta xem hình 144. Hình này thì những cái ký hiệu mà bằng nhau đó thì người ta sẽ đánh dấu bằng giống nhau, ví dụ như góc D1 bằng góc D2 giả thiết. Rồi DK là cạnh chung, góc K1 bằng góc K2. Vậy thì ta sẽ kết luận được là hai giác bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Tiếp theo, ta sẽ xem hai tam giác là OMI và ONI. Có là cạnh OI là OI là cạnh chung. Góc MOI bằng NOI là giả thiết. Suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền bằng nhau. Thì đó là cái phần thứ nhất. Thì để cho cái phần thứ hai, phần này thì nó quan trọng cho
trong bài hôm nay, đó là trường hợp bằng nhau về cạnh bình và cạnh góc vuông. Thì ta có cái định lý như sau: nếu cạnh bình và cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh bình và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Ta có tam giác ABC vuông tại A, tam giác DEF vuông tại D. Và cạnh bình là BC bằng EF, cạnh góc vuông là AC bằng với DF. Thì thầy sẽ hướng dẫn chứng minh phần này. Ta sẽ đặt BC bằng EF bằng A, AC bằng DF bằng B. Thì theo định lý Pythagore, tam giác ABC vuông tại A thì ta có cái hệ thức là AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Nên ta suy ra được là AB bình phương nó sẽ bằng BC bình phương trừ cho AC bình phương, thì nó sẽ bằng A bình phương trừ B bình phương. Đó là hệ thức thứ nhất. Tương tự như vậy thì tam giác DEF ta cũng có là DE bình phương cộng DF bình phương nó sẽ bằng EF bình phương. Nên là DE bình phương nó sẽ bằng EF bình phương trừ cho DF bình phương, nó sẽ bằng A bình phương trừ B bình phương. Đó là cái hệ thức thứ hai. Như vậy thì hệ thức thứ nhất và hệ thức thứ hai thì ta đều thấy là có A bình phương trừ B bình phương. Vậy thì hai hệ thức này nó bằng nhau. Vậy thì suy ra được đó là A bình phương bằng AB bình phương nó sẽ bằng DE bình phương. Từ đó thì ta sẽ suy ra được hai tam giác bằng ABC bằng với DEF. Đó là trường hợp cạnh góc cạnh. Thì cái phần chứng minh thì không có yêu cầu các em phải làm cho đầy đủ, chỉ tham khảo thôi. Phần này khó, ta sẽ luyện tập cho cái phần số 2 này, chấm hỏi 2. Thì có một cái đề bài là cho tam giác ABC căn bài A, kẻ AH vuông góc với BC. Yêu cầu là chứng minh tam giác ABH bằng với tam giác ACH. Người ta yêu cầu là giải bằng hai cách. Cách thứ nhất, xét tam giác ABH và tam giác ACH vuông. Ta có là AB bằng với AC, tức là cạnh AB bằng với cạnh AC, lý do là tam giác ABC căng. Và góc B bằng góc C cũng là tam giác ABC căn. Vậy thì suy ra được là tam giác ABH bằng với tam giác ACH theo trường hợp là cạnh bình góc nhọn. Đó là cách thứ nhất. Ta sang cách thứ hai thì dẫn xét là tam giác ABH và tam giác ACH vuông ta có là gì? AB bằng với AC, đó là giả thiết, tức là tam giác ABC nó căn. Thứ hai đó là AH và cạnh chung. Vậy thì suy ra là cái tam giác ABH nó sẽ bằng với tam giác ACH, là trường hợp cạnh bình cạnh góc vuông. Đó là cái trường hợp mà ta sử dụng cái định lý ở trên đó, là cạnh bình cạnh góc vuông. Như vậy thì đến lúc này thì ta đã có 3 trường hợp bình thường và 2 trường hợp đặc biệt. 3 trường hợp bình thường là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh, góc cạnh góc, và trường hợp đặc biệt là cạnh bình góc nhọn và cạnh bình cạnh góc vuông. Đó là các cái cách để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Sau đây thầy hướng dẫn cái bài tập số 63. Đề bài cho là cho tam giác ABC căn bài A, kẻ AH vuông góc với BC, H thuộc BC. Chứng minh câu A là HB bằng HC thì câu này nó cũng giống giống như cái phần chấm hỏi hồi nãy. Câu B là góc BAH bằng góc CAH. Vậy thì ta có cái tam giác ABC căn, như vậy là cạnh AB nó bằng với cạnh AC. Câu A là xét tam giác ABH và ACH vuông. AB bằng AC. Rồi góc B bằng góc C cũng là tam giác căn.
Vậy thì suy ra tam giác là A, B, H bằng với ACH cạnh huyền góc nhọn. Tức là hai cạnh ứng suy ra HB bằng HC. Thì câu B tương tự vậy, hai tam giác bằng nhau thì ta sẽ suy ra được là góc BH bằng góc CH. Đó là xong cái phần lý thuyết và cái phần bài tập của cái bài học số 8. Thì các em sẽ về xem lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Thầy mới nói là ba trường hợp bình thường và hai trường hợp đặc biệt, rồi học thuộc cái trường hợp bằng nhau cạnh huyền và cạnh góc vuông mới vừa học, làm thêm cái bài tập số 64, 65 sách giáo khoa, xong rồi gửi bài qua Zalo theo số điện thoại của thầy 0962 941 385. Rồi chúc các em làm bài tốt.